Xin chào thầy và các bạn, em tên Tiểu Yến, IG K44, học lớp Anh Thái Ngọc. Hôm nay em xin trình bày về epidural anesthesia. Chúng ta cùng ôn là giải phẫu về khoang ngoài màng cứng gồm có hai loại: khoang ngoài màng cứng sọ não giữa màng cứng và màng nhện, hình thành nên bốn vách xơ để bảo vệ nên mô não, ngăn hai bán cầu đại não false cerebri và false cerebelli, ngăn cách đại não và tiểu não tentorium cerebelli, ngăn cách huỳnh tuyến nghiêng diaphragm maxilla. Khoang ngoài màng cứng tủy chứa tổ chức mỡ và tĩnh mạch giang đốt. Về giới hạn, trên là lỗ chẫm, dưới là khe cùng, hai bên là lỗ giang đốt. Sau là dây chằng vàng, trước là dây chằng dọc sau. Phía trước hẹp khoảng từ 1 đến 3 mm, phía sau rộng hơn, rộng nhất là đốt L2 khoảng từ 5 đến 6 mm. Về anesthesia, về thủ thuật là bơm thuốc thông qua catheter đã được đặt trong khoang ngoài màng cứng, gây mất cảm giác kể cả cảm giác đau, chặn sự truyền tín hiệu của các tế bào thần kinh lân cận hay bên trong tủy. Khác với gây tê tủy sống ở chỗ, gây tê tủy sống sẽ bơm thuốc trực tiếp vào dịch não tủy, còn gây tê ngoài màng cứng cần lượng thuốc nhiều hơn, tác dụng sẽ chậm hơn và tiêm thuốc vào khoang ngoài màng cứng thông qua catheter đã được cố định trước. Có thể thực hiện ở nhiều vị trí trên cột sống như các đốt sống cổ nhưng ít sử dụng, thắt lưng, xương ức, đốt sống cùng, gây tê tủy chỉ có thể sử dụng ở các đốt thắt lưng. Có thể tiến hành trước khi phẫu thuật redosis intraoperatively qua catheter, trong khi gây tê tủy sống chỉ có một lần tiêm. Vị trí là dựa vào màu chậu iliac crest, đối chiếu ngang mức đốt sống thắt lưng L4 sau khi kim tohi vào khoang ngoài màng cứng thì cho catheter theo chiều dọc dọc theo trục của cột sống. Về dụng cụ, kim tohi là loại kim tiêm dưới da có đường hơi cong ở tận cùng để tránh lâm thủng vào màng não và thích hợp để cho catheter vào. Ngoài ra còn có một số kim khác có cùng cấu tạo giống như là Clofor, Hostet, v.v. Và sau đây mời thầy và các bạn cùng xem một đoạn clip về quá trình thực hiện. Và chúng ta cùng tìm hiểu đến một số loại thuốc gây tê thường dùng như là fentanyl, có tác dụng gấp 80 lần so với morphine, tác dụng phụ như là một loại thuốc phiện. Sulfentanil gấp 5 đến 10 lần so với fentanyl hoặc là morphine. Về các chỉ định sử dụng như một công cụ để điều chỉnh do gây mê nội khí quản, general anesthesia có thể giảm liều lượng thuốc gây mê cho bệnh nhân và được sử dụng trong phẫu thuật thay khớp háng, hip replacement, cắt bỏ tử cung, hysterectomy, phẫu thuật mổ bắt con, C-section, cho phép bệnh nhân còn tỉnh trong quá trình phẫu thuật, và lượng thuốc thì cần nhiều hơn. Trong điều trị đau lưng, có thể tiêm steroid và thuốc gây mê vào khoang ngoài màng cứng thông qua catheter. Các trường hợp chống chỉ định hoàn toàn do bệnh nhân từ chối hoặc là mắc các bệnh về rối loạn đông máu, nhiễm trùng vùng tim, chống chỉ định tương đối và các chống chỉ định liên quan
là lượng tiểu cầu thấp, các bệnh về thần kinh, tăng áp lực nội sọ ICP, shock do mất lượng máu lớn hypovolemia, nhiễm trùng ở xa vùng tim. Về trường hợp đặc biệt là chỉ sử dụng khi sinh, là nồng độ thuốc và liều lượng được giữ ở mức thấp để giảm tác dụng phụ cho cả mẹ và bé. Trong khi sinh, người mẹ không thấy đau nhưng vẫn cảm nhận được áp lực và có thể sinh con do bóp dạ con. Tiêm steroid ở khoang ngoài màng cứng được sử dụng để điều trị cho dây thần kinh bị chèn ép, viêm thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống, hẹp cục sống, vân vân, được tiêm vào vùng cổ và thắt lưng. Thì xin mời thầy và các bạn cùng xem đoạn clip. An epidural block is a common type of anesthesia for labor and delivery. During labor, a needle is placed in the epidural space, which is just outside the spinal canal. A small hollow tube called a catheter is inserted through this needle. Once the catheter is in place, the needle is removed and medication is injected through the catheter to numb your lower abdomen and birth canal. It may take 10 to 20 minutes to feel pain relief from an epidural block. As labor continues, the medication can be adjusted to help keep you comfortable. Additional medication can be given through the catheter should your healthcare provider need to use forceps or do a vacuum delivery or C-section. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.